Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Thảo Mộc Bang. Thì hôm nay Thảo sẽ ăn bún chả cá. Chả cá ở đây Thảo làm là chả cá hồi ha. Rồi ở đây Thảo có thêm một dĩa rau, thì trong đây nó có là giá, rau muống bào với lại salad, với lại chén nước mắm ớt nữa. Rồi bây giờ Thảo xin mời tất cả mọi người cùng thưởng thức với Thảo nha. Đây, khoanh chanh, mình sẽ nặn chanh vô. Đây, chả cá hồi. Bữa nay Thảo ăn có thêm rau muống bào nữa. Cho rau vô. Chả cá này Thảo tự làm luôn. Trong đây Thảo có thêm thịt nè, thịt heo với lại cà chua. Wow, nó đầy. Rồi, Thảo xin mời mọi người nha.
Thảo ăn xong rồi đây. Bữa nay ăn rất là ngon luôn. Thì video của Thảo cũng sẽ kết thúc ở đây luôn. Cảm ơn mọi người đã xem. Thảo chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau nha. Bye bye.